Chào mọi người, tôi là Bích Phương, năm nay tôi 41 tuổi. Nói ra ấy, thì thật là ngại vì tôi từng bị tiêu chảy mãn tính. Thật không có cái khổ nào bằng cái khổ này. Đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục, vừa đau lại vừa mệt nữa. Công việc của tôi là một điện thoại viên. Vậy mà vì cái chứng này ấy, tôi chẳng lúc nào mà hoàn thành trọn vẹn được công việc của mình cả. Nhiều lúc cứ bảo là cố nghe nốt cái cuộc điện thoại với khách hàng, nhưng mà đã là tiêu chảy thì làm sao mà cầm cự được lâu. Có lúc bỏ cả máy đấy mà ôm bụng ấy chứ. KPI không đạt nên là lương của tôi cũng bị giảm trừ nhiều. Từ một nhân viên luôn là top xuất sắc của phòng mà bây giờ tôi còn bị xếp vào nhóm nguy cơ ấy. Vừa đau vì chứng bệnh mà vừa căng thẳng vì công việc, mà chẳng dám nói rõ nguyên do. Nói chung là cảm thấy cũng xấu hổ. Tôi quyết định ấy, đi kiểm tra xem sao. Chứ cứ để mãi tình trạng như thế này ấy, thì sức khỏe ngày càng sa sút, mà khéo lại còn bị mất cả việc nữa ấy. Cái đợt đó là tôi cũng gầy gộc hẳn đi cơ mà. Cũng làm đủ các loại xét nghiệm, phân tích này thì biết được nguyên nhân là mình bị nhiễm ký sinh trùng. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại mắc cái bệnh tên kỳ lạ như thế nữa. Nhưng mà mình thì cũng tẩy run đều đặn lắm, một năm hai lần cơ mà. Thấy tôi ủ rũ sút cân ấy, cô bạn thân cũng hỏi thăm. Mãi tôi mới bỏ qua hết ngại ngùng để tâm sự. Thế là cô ấy chỉ cho tôi một cái lọ Eco Clean. Đây, chính là cái lọ này đây. Bảo là về cứ dùng thử đi. Vì bản thân cô ấy thì cũng từng bị nhiễm ký sinh trùng, nhưng mà biểu hiện cô ấy lại đầy hơi và hay bị nôn cơ. Tôi thì sử dụng cái sản phẩm Eco Clean này được khoảng 4 tháng rồi. Cái chứng tiêu chảy bây giờ thì đã không còn nữa. Đường tiêu hóa cũng ổn định, mà ăn uống thì ngon miệng hơn. Tinh thần thì cũng vui vẻ nên là công việc cũng lại dần dần quay trở lại như quỹ đạo xưa. Tháng vừa rồi ấy, tôi lại lọt vào top nhân viên xuất sắc của phòng đấy. Đúng là phải cảm ơn cái sản phẩm Eco Clean đã giúp cho tôi lấy lại được cái sức khỏe này, tinh thần vui tươi này như bây giờ.